Ủa má, sao xong chưa con gái? Trời ơi đẹp quá nha. Đâu đứng đứng xuống đây xoay vòng cho mắt coi coi. Được không má? Được lắm đó nha, dễ thương. Con ơi, một tiếng nữa là ổng tới đó nha con. Dạ. Nhớ hết lời má dặn chưa? Dạ con nhớ hết rồi. Má, má yên tâm đi. Bây giờ con muốn ở một mình để bình tĩnh một chút. Tự nhiên sao con hồi hộp quá à? Đừng có hồi hộp con ơi. Lần đầu thì nó cũng hơi khó khăn chút xíu, chứ lần sau hả, qua một lần là sướng rơn à. Thôi con cứ ngồi đó đi nha. Dạ. Con có cần gì thì kêu má nha con. Dạ con biết rồi. Chị hai. Vậy có đứa nào gạt cầu dao xuống á chứ có cầm điện gì đâu. Trời đất ơi. Trời trời đất ơi, nó đầu rảnh dữ gì tụi bay. Trời ơi, hay là đứa nào á nó ghen ăn tức ở rồi nó phá mình đó tụi bay. Trời ơi. Ủa anh sao? Trời ơi, em chờ anh từ chiều tới giờ đó anh sao? Đừng có nhiều chuyện. Con bé đâu rồi? Nhanh lên đi. Sư phụ không đến đây được. Ông ấy bắt tôi phải đến đây chở con bé về liền nữa nha. Dạ. Anh biết không, nó nôn gặp anh lắm đó. Con bé nó còn nhỏ, có gì thì mấy anh bảo vệ chăm sóc cho nó nha. Biết rồi. Thôi đi đi. Đi anh sao? Đánh chia mày từ từ chứ. Vô đây nè anh. Ơ à, con ghẻ. Con ghẻ nó đâu rồi? Ủa mới đây mà ta. Trời đất ơi. Nó đâu? Chắc con ghẻ nó ra ngoài sau nó rửa mặt. Bà giỡn mặt với tôi đó hả? Đâu có. Tám. Chị hai nghe nè. Con ghẻ đâu? Hồi nãy trong này mà. Tao hỏi mày như bằng không à. Đi tìm nó cho tao đi. Cũng quỷ ghẻ này nữa. Trời ơi, đem gì vậy? Trời, ai mà lại trốn như mệt. Trời, nó trốn rồi. Tám. Mày nữa. Tụi mày chạy ra ngoài tìm nó. Trời ơi, mình bị sỏi mũi rồi. Tám ơi. Dạ. Lẹ lên dạ, đi. Dạ, rồi, dạ, dạ, rồi, dạ, 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 rồi. Trời ơi, nó trốn rồi làm sao? Lạc đà, đứng lên đứng lên, cố lên đi, đứng dậy, chạy nhanh lên đi, ráng lên. Anh Sáu ơi, em xin lỗi nghe anh Sáu, con nhỏ nó trốn rồi anh Sáu ơi. Nè tính giận mặt với tôi thì sao? Tiền nó nhận rồi bây giờ không có. Anh Sáu,
anh Sáu yên tâm nha. Chúng đi rồi. Nè anh Sáu, mấy con nhỏ này cũng đẹp lắm nè. Hay là vài bữa em tìm con nhỏ khác có đẹp hơn con nhỏ này luôn nha anh Sáu. Bảo có biết tôi là ai không? Hay là thôi, để em gửi tiền lại cho anh Sáu. Ngày mai tôi sẽ báo công an bắt bà đó. Hả? Trời ơi. Bà dẹp quán đi là vừa. Trời ơi. Anh Sáu. Trời ơi. Cô ghẻ. Chạy nhanh lên. Ghẻ. Cái gì nữa? Đau à. Mà nghỉ chút đi. Ngồi nghỉ chút đi. Nghĩ cái gì mà nghỉ? Ông á, thế nào á, bà Hương á, bà cũng sai bọn Tám Thèo. Nó mà bắt được là chết chứ không có sống được nha. Nhưng mà chân tao đau quá. Tao không phải con ngựa đâu, tao là con người chứ bộ. Đâu ai muốn chạy là chạy đâu. Đau quá. Ngồi nghỉ chút xíu đi. Ngồi nghỉ đi mày. Nghỉ một chút thôi nghe chưa. Ê, bọn Tám Thèo đó chạy nhanh lên đi ông. Gì vậy? Tám Thèo gì vậy? Trời ơi, ông không nghe tiếng bước chân hả? Đâu, tao nghe tiếng mũi nè. Mũi quá trần luôn. Quá trần mũi luôn. Mũi con khỉ. Bên này nè, bên này. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên đi. Mày đây, mày đây. Tưởng đâu bẫy được hai con nai. Té ra là hai đứa. Hai đứa đi làm gì buôn lậu hả? Dạ không. Tụi tôi chạy trốn. Dạ. Trốn ai? Xì kè ma túy trốn trại phải không? Dạ không. Dạ, ông đừng có hiểu lầm. Để từ từ con kể cho ông nghe. Chuyện là như vậy. Vậy là bọn chúng ngứa dữ lắm hả? Không có gì ngứa bằng cỏ ngứa đâu ông. Cái này á, ông lạc đà rành lắm á, phải không? Dạ. Cái này ngứa dữ lắm luôn. Ngứa gãi hoài cũng không hết nữa. Ngứa mà gãi hoài cũng không dừng được. Nó ít thôi, được rồi. Vậy là hai đứa cũng chạy khá xa rồi đó. Từ đó đến đây cũng phải là hơn 20 cây số đường rừng chứ không có ít đâu. Tụi con lúc đó chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy, chứ có biết bao xa đâu. Mà lúc nãy á, tụi con cứ tưởng ông là đồng bọn của Tám Thẹo cử đến á, nên tụi con hết hồn luôn. Vậy bây giờ tụi con định đi đâu? Ê, giờ tụi mình đi đâu? Ai biết. Lúc bỏ trốn á, chỉ cầu trời cho thoát khỏi cái bọn quỷ đội lớp người đó thôi. Ông ơi, giờ tụi con không biết phải đi đâu về đâu nữa. Còn với nhỏ này, không có cha, không mẹ, không quê, không quán. Chắc chắn là có chứ. Ông là ai, ở đâu, tụi mình chưa biết thôi. Thôi tạm thời tụi con cứ ở đây một thời gian đi. Cho đến khi nào tụi con biết mình đi đâu thì lúc đó hãy đi. Vợ con ông đâu ông? Ông chỉ sống một mình thôi. Ông ở đây để giữ rừng. Chỉ có những người làm nghề này mới chịu sống ở đây thôi. Ông giữ rừng hả? Chắc là ông biết nhiều thứ lắm hả ông? Rừng là máu thịt của ông. Chính rừng nuôi ông lớn khôn, dạy dỗ và bảo vệ ông. Ông nói gì con không hiểu. Từ từ rồi sẽ hiểu. Vậy hai đứa ở đây với ông nghe. Sao giờ? Ai biết mày. Mày rủ tao đi. Ý mày làm sao? Quê vốn à. Thôi được rồi. Thấy ông năn nỉ quá, tôi chấp nhận á. Cứ vậy đi nha. Giờ khuya rồi, hai đứa ăn bắp xong rồi ngủ đi. Mà nè, đã ở đây á thì phải theo luật ở đây đó. Luật gì vậy ông? Thức dậy. Nè, nhỏ đi thức dậy nè. Thằng này nữa, thức dậy. Luật thứ nhất á là phải thức dậy sớm. Lẹ lên. Ngồi dậy. Ơi, xuống đây. Có đồ mới về cho tụi con đây. Nè, luật thứ hai là phải tắm rửa cho sạch sẽ, tinh thần mới được thoải mái. Ông mới xin được hai bộ đồ nè. Mỗi đứa một bộ.
Của con. Này của con. Cảm ơn ông. Xuống còn suối công á mà tắm rửa cho sạch sẽ. Mà nè, mỗi đứa nhớ tắm một đầu nghe chưa? Dạ. Dạ. Rồi, đi đi. Dạ. Con đầu này. Con xuống đầu này. Còn thằng này xuống bên kia. Các con biết không, cây cảnh chim rừng rất là đẹp. Chính vì cái khu rừng này đẹp, ông mới giữ gìn và bảo vệ nó đó. Cái gì vậy ông? Đây là trái ổi rừng. Tụi bay ăn thử coi ngon hơn trái ổi thành phố không? Con có ăn ổi thành phố nào đâu mà biết ngon. Vậy thì ăn đi, ngon lắm đó. Nè, ăn thử coi ngon không? Ủa chị hai, chị hai đi đâu vậy? Bữa nay chị đi về Bến Tre. Chị làm xong bản doanh thu cho công ty chưa? Em hỏi vậy thôi chứ em đã làm tiếp cái phần của chị luôn rồi. Thôi chị cứ đi đi. Chị xin lỗi em nha. Không sao đâu chị. Thôi chị đi nha, có gì tối về chị em mình nói chuyện ha. Dạ. Dạ. Sướng thiệt á. Hôm nay bà đi ký hợp đồng với chú Thành phải không? Ừ. Bà đi một mình nha. Tôi không dám gặp ổng đâu. Tôi không biết nói sao với ổng nữa. Dạ, để tôi làm. Ông ở nhà coi tivi cho khỏe đi. Ủa bà chủ, bà chủ không ăn sáng. Thôi khỏi. Lát nữa em đi chợ, nhớ đứng chỗ ngã ba đợi anh nha. Ủa gì vậy? Cứ chợ đó đi. Ngã ba sung sướng đó. Ông. Ừ? Lâm tặc dữ quá ông ha. Vì tiền mà chúng có thể gây tội ác. Chúng có cả súng rồi đó. Chắc dữ hơn bọn bà Hương và Tám Thẹo nữa ha. Nè, tất cả đều là những con quỷ dữ. Mỗi con có một kiểu dữ khác nhau, nhưng tất cả đều làm hại chúng ta. Ông không sợ không? Không việc gì phải sợ chúng. Ta là con người tốt,
Chúng là con người sống, tốt làm gì phải sợ xấu. Ông nói có giống như trong phim á. Không sợ thì ông làm được gì? Tụi nó đầy đường, ở đâu cũng thấy. Tôi sống tốt nè, mà phải chạy trốn, chán phèo. Ông ơi, trốn chuyện nào? Cái ông nè, vô duyên quá. Tôi nói chán phèo. À, tôi nói chán phèo. Ừ. Kẻ xấu quá nhiều, cho nên muốn thấy cái tốt phải trừ cái xấu ra. Mà muốn trừ cái xấu, trước tiên á, mình phải không sợ nó, rồi sau đó mình phải chứng tỏ là mình giỏi hơn nó. Nói thì dễ nhưng mà làm thì khó lắm ông ơi. Em lên đây. Dạ. Ủa, ông chủ chở em đi đâu vậy? Đi vòng vòng chơi. Ở nhà ngột ngạt quá. Vô. Nhào vô. Đánh ông hả? Ừ, đánh ông đi. Đánh sao? Đánh sao cũng được, miễn trúng ta thì thôi. Mày lên trước đi. Ta sợ tao mạnh tay ông bị thương, tội nghiệp ông lắm. Hả? Vô đây. Bước vô, đánh đi, đánh ông đi. Nhanh lên, nhanh lên. Đạt đạt, cố lên. Vô, vô, tiếp đi. Ngồi dậy, ngồi dậy. Không có sao không dạ? Còn con bé kia nữa. Ra đây. Đứng lên. Nhanh lên. Thôi, ông hay quá à. Tôi thua rồi. Tôi đâu có ngu dại gì mà đánh người hơn mình đâu. À, vậy. Ủa? Thì hay đó. Có ai đến thăm ông kìa. Ây da. Cái con nhỏ này giỏi lắm. Đó là mưu trí, hãy dùng mưu trí để diệt kẻ ác. Ông, 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 ông. Mặc dù ông bị té, nhưng mà con thấy ông hay thiệt á. Hay không? Thấy ông hay không? Ông giỏi, giỏi quá. Hả? Ông chỉ cho tụi con rõ đi. À. Hả? Con mà giỏi giỏi như ông, con không có sợ ai nữa đâu. Hả? Ông chỉ giỏi cho tụi con với nha. Rồi, dạy hai đứa học võ cũng được. Hay quá, hay quá. Hay. Ông. Con mà biết võ, con sẽ là sư phụ. Con sẽ là ông Trâm. Nhưng mà muốn học võ, trước tiên phải học văn. Dạ. Phải làm gì ông nói đi, tôi làm liền. Học đạo làm người trước đã. Học đạo làm người kìa. Làm người hả? À, hay quá. À. Quá hay không? Luôn. Quá hay. Sư phụ. Ê, lấy ông. Ngày xưa ở dưới quê á, em học chuyên văn, nhưng nhà nghèo quá cho nên bỏ học giữa chừng. Anh cũng vậy. Học khoa văn xong lại phải làm kinh doanh cho gia đình. Chưa có lần nào được sống với niềm đam mê của mình là làm thơ văn hết. Hình như ông chủ với bà chủ có vẻ không hợp nhau hả? Cứ ông chủ hoài. Đã đến đây thì đã là bạn bè rồi. Em không dám ngang hàng với ông chủ đâu. Thì là anh em. Có cùng cha cùng mẹ đâu mà anh với em hả ông chủ? Mà thôi, là gì cũng được. Mình nói chuyện tiếp đi. Có một đứa bé vào đây lúc 3 tuổi. Giờ chị nó cũng đã 18 tuổi rồi. Chị làm ơn cho tôi gặp cô bé đó được không ạ? Được. Tôi mong là chị sẽ tìm được đúng người. Chào chú. Dạ. Thủy ơi. Dạ con chào cô. Chào. Đây con. Là cô bé Thủy mà tôi đã nói với chị đó. Con à, con có nhận ra cô không? Dạ con không biết. Không phải rồi chị à. Không phải hả? Thôi con ra ngoài chơi đi con. Tiếc quá. Chị xin lỗi. Con tôi có hai nốt ruồi son, một ở bàn tay, một ở sau ót. Cố gắng lên nha. Nếu có tin tức gì tôi sẽ gọi điện cho chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Hôm nay tôi làm phiền chị quá.
Không có gì đâu, đừng ngại. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Chỉ là do hai gia đình có làm ăn với nhau, anh lại không mạnh mẽ để phản đối cuộc hôn nhân này. Kết quả Hồng cũng đã thấy rồi đó, mệt mỏi. Thật ra em thấy ông chủ vậy em cũng thương lắm, nhưng em chỉ biết chăm sóc ông chủ từ xa thôi. Mà sao Hồng vẫn chưa chịu lấy chồng? Hơn 30 rồi còn gì. Thôi đừng có nhắc tới chuyện đó, bây giờ em không còn tin vô đàn ông nữa. Tại sao? Tại vì em đã chịu nhiều vết thương lòng rồi. Tình yêu chân thành đối với em như một món hàng xa xỉ vậy, chán lắm. Nếu bây giờ có một người đàn ông đã có gia đình nhưng lại thương em, em có chịu đi chung được với người ta không? Có thể em sẽ làm mọi thứ, nhưng nếu đó là tình cảm thật lòng, ta cùng đi chung đường ha. Trời, ông chủ. Cứ ông chủ hoài vậy, kêu bằng anh. Em xin lỗi, nhưng mà em nghèo lắm. Em mới chỉ là người ở đợ trong nhà thôi, ông chủ đừng có giỡn với em. Nhưng mà ở gần bên em là anh thấy bình yên rồi. Ông chủ có nói thiệt không vậy? Thiệt. Mình là bồ bịch với nhau hả? Cái này anh nói trước cho nên anh phải giữ lời đó nha. Không giữ lời thì sao? Thì em không thương anh nữa, em để cho con bà chằn đó nó mận thịt anh luôn. Còn giữ lời? Thì em thương, em làm cho xương anh gãy luôn. Dữ dằn quá ha. Đọc lấy coi. A B C D O E. Ê, chữ đó chữ E mày. À, tao nói là chữ E mà. Ô mà thấy không? Ô không, mày không, ngu quá. Ô, là không, chữ không. E. Ô chữ E. Cười gì cười vậy? Mày ngu quá à. Tao giả bộ thôi, tao giả bộ thôi, coi mày biết không á. Chứ hả? Chứ ý của tao á hả, chữ này là chữ O nè, đúng không? Chữ O. Chữ Quy. Nè nè, ngu lần hai. Luật thứ năm, không được nói mày tao, phải xưng tên hoặc là anh hay là em đàng hoàng. Nhưng mà tụi con quen rồi ông. Quen thì sửa. Bây giờ mà đứa nào còn nói bậy bạ mày tao, ông tát vào miệng nha. Ê, ông đừng có lo, cái chuyện đó dễ ẹt à, không sao đâu. Còn lo cho nhỏ này thôi á, tao lo cho mày thôi á mày. Cảm ơn. Lo cho mày thôi. Mày nè. Thôi học bài đi. Thôi thầy cũng không. Nhanh lên, tiếp đi. Ê, ham ăn hả? Mày ăn hết đi. Đây, tập trung vào, học đi. Dạ. Đọc nè. A B C D O E G. Hey, sao ngồi ở đây mà ngủ vậy? Nằm xuống. Thank you.
Dậy. Luật thứ nhất là phải dậy thiệt là sớm. Hai đứa phải đứng yên, hai chân không được nhúc nhích. Khi nào ta nói ngừng mới được ngừng. Thập xuống. Ông ơi ông, con muốn ông dạy võ chứ con đâu có muốn học gì đâu. Đây chính là võ thuật đó. Nếu cảm thấy mà không học được á thì có quyền không tập. Đơn giản thôi mà. Sao? Dạ. Được rồi, con sẽ tập. Này dễ mà. Thập xuống. Rộng chân ra một chút. Thôi, hai đứa cứ tập đi nha. Bây giờ ta ra chợ mua một chút đồ đây. Ông ơi. Ông đi đâu vậy? Nhưng mà tụi con đứng dậy tới lúc nào? Tao hết chưa nổi rồi. Vô ngủ đi. Trời trời, có khi nào trèo lên, tay chân đang đau, cầm cái cầu thang vụt ra, cái é bịch xuống đây. Ủa, có khi nào thấy xuống đây, rớt cục cù ra mình đẹp trai hơn không ta? Ai biết gì đâu. Có mệt không? Chưa tới giờ đâu. Có chịu nổi tới sáng mai không? Vậy thì tiếp tục đi. Còn giỏi lắm. Ta cho con cái này nè. Đây là lá thuốc nam. Con hãy đem ra bờ suối chà vào vết ghẻ. Con gái lớn rồi, vẽ như vậy là xấu xí lắm. Không vui sao? Tắm mấy cái lá này một thời gian thì con sẽ hết ghẻ thôi. Ôi trời ơi, con gái. Con mệt. Sao vậy nè? Cố gắng lên, đứng dậy. Thôi vào nhà nghỉ đi. Xuống. Thằng này nữa. Dậy, dậy đi.
ngủ ngon quá hả? À, ông ơi, ông ơi, ông tha cho con đi. Tay chân con dày, con tập võ, ông cũng đánh được ai đâu. Tập võ không phải để đánh người, mà để phòng thân và cứu người. Nhưng mà ông bác con đứng chàng hãng cả ngày vậy, cái lưng gù con mỏi lắm, con không tập được đâu ông ơi. Hết mộng làm võ sĩ về làm đại ca rồi sao? Còn con á, vẫn mộng làm võ sĩ. Thôi con ra tập nữa đây. Thôi 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 thôi, mỗi ngày tập một chút thôi con à, tập nhiều là bị tẩu quả nhập ma đó. Thôi tụi con nghỉ đi. Ừ. Ông ơi, con có được ngủ không? Rồi ngủ đi. À, dạ. Nè, có chừng đó. Nhanh lên. Con có chịu tắm không mà thấy vẫn còn nguyên ghẻ vậy? Dạ con không có tắm, con thích bị ghẻ. Ghẻ là bài thuốc tự vệ của con ở trong cái nhà chứa đó đó, khách nào nhìn thấy con cũng thấy ghê hết á. Nhờ đó mà con còn lành lặn trong sáng tới bây giờ phải không? Bây giờ thì khác rồi, con ở với ông không có khách làng chơi bậy bạ đến kiếm đâu, phải lo chữa cho sạch cho đẹp chứ, mai mốt còn đặng lấy chồng nữa kìa. Ừ. Con không lấy chồng đâu. Nhưng mà phải tắm đi nha con. Nhớ trà thuốc nữa đó. Dạ. Ừ, ông ăn khoai đi ông. Ừ. Thơm quá. Một. Đánh qua. Đúng rồi, chồm người về phía trước, tay trước thẳng. Ừ. Rồi xoay qua bên trái. Đánh. Hai. Đổ người về phía trước, chân trước vuông góc, chân sau thẳng ra. Chân này thẳng ra, đúng rồi. Bỏ chân trái về sau, chặt tới. Đúng rồi đó, giỏi lắm. Đấm thẳng. Tay phải để lên trên tay trái. Kéo về thế âm dương tấn. Nè, con thấp cái tay này xuống một chút. Thấp xuống, thấp xuống, thấp xuống. Mắt nhìn thẳng, nhìn đối phương. Hai tay song chỉ. Bước lên song chỉ. Tốt lắm. Nhảy về sau tỏa tấn. Nhảy cái chân sau, nhảy về sau tỏa tấn. Nhảy. Đếm coi coi. À, đúng rồi đó. Thấp xuống, thấp xuống. Đúng rồi. Thấp tay xuống. Mắt nhìn ở đây. Đá vòng cầu chân phải lên. Hai tay ém xuống. Giặt hai tay lên đỡ hai tay đối phương. Bước tới móc vô bụng. Hét lớn. Bước về chào bái tổ. Hết. Thông minh quá. Cuộc tỷ thí ngày hôm nay phải có kẻ thắng người thua.
hai người có điều gì nói không? Không. Nhân danh trọng tài, xin nhắc lại cho hai người nhớ, thể lệ cuộc thi, ai thắng cuộc sẽ được bên thua lo cơm nước 7 ngày. Ai thua cuộc phải lo cơm nước cho người thắng cuộc 7 ngày. Người thắng không phải làm gì cả, còn người thua phải làm hết. Không những vậy, người thua phải giặt đồ cho người thắng và cả trọng tài trong vòng 7 ngày. Hai người có ý kiến gì không? Có. Gì? Chỉ giặt đồ cho người thắng, còn trọng tài miễn. Đồng ý. Rồi 6 ngày ha? Không, 5 ngày. Còn mấy ngày còn lại trọng tài sẽ tự giặt. Không. Không. Nếu không thích thì không cần trọng tài. Không ăn cũng được. Miễn giặt đặt đồ giùm tôi 7 ngày. Ha ha ha. Thôi, được rồi, đừng có nói nữa. Đánh đi, hai, vô. Bắt đầu. Tan, vô. Hai hả mày? Hả? Ba. Mới có hai hả? Một tới ba mà. Hai. Hai. Một. Hai. 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 Chà. Thắng ơi. Ông ơi. Thắng ơi. Ông có sao không? Đau quá. Nhưng mà không sao. Con xin lỗi sư phụ, tại vì sư phụ kêu con đánh hết sức. Sau trận đấu ngày hôm nay, tỷ số chung cuộc là 3-0. Cái ông tên. Giờ thì con giỏi hơn ta rồi đó. Người giỏi võ phải biết dùng võ để bảo vệ mình, bảo vệ người yếu. Dùng võ để làm việc thiện, không được đem võ ra để ăn hiếp người cô thế, không được đem võ ra để phục vụ những việc phi nghĩa. Con nhớ chưa? Con nhớ mà sư phụ. Trời ơi, vậy là hôm nay có người nấu cơm cho ta ăn rồi. Ta đi chơi đây. Đúng ông là trọng tài là cha là mẹ mà. Nè, ta nói nấu cơm chứ ta không nói vo gạo nha. Nấu cơm thì ta nấu, nhưng mà con phải làm đồ ăn. Đi tìm lá giang về nấu canh đi nha. Lá nấu cơm phải luôn đồ ăn chứ. Một là làm, hai là nhịn. Con chọn cái nào? Có cái nào mà không làm mà ăn không? Có chứ. Cái gì? Nhưng mà phải ngồi trên bàn thờ mới được như vậy. Trời. Đúng không? Thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ á, mình cùng làm, cùng ăn, chịu không? Con nói được đó. Tất cả cùng làm, cùng ăn. Đi. Con không còn nhớ chút gì về nơi ở của con sao? Dạ không. Lúc đó con còn nhỏ quá. Nghe bà Hương nói bà bắt đầu nuôi con từ lúc 3 tuổi. Con chỉ nhớ từ khoảng đời sau này thôi ông à. Chắc cha mẹ con cũng đau khổ lắm khi không còn thấy mặt con nữa. Con không biết nữa. Tự nhiên bây giờ con cảm thấy chán lắm. Mà con cũng không biết tại sao lại như vậy. Ông mồ côi từ nhỏ nên ông hiểu cái cảm giác không được cha mẹ bảo bọc yêu thương. Nó buồn kinh khủng lắm. Nhiều lúc ông tủi thân và giận ông trời. Tại sao lại đối xử với ông như vậy? Ông buồn, muốn buông xuôi và ông đã hư hỏng. Con biết ngày xưa ông đã làm gì không? Làm gì hả ông? Lâm tặc, số phận đẩy đưa. Đến lúc ông bị bắt tại khu rừng này, người bắt ông chính là đồng đội chiến đấu của ba mẹ ông. Người cán bộ kia đã dẫn ông đến con suối và chỉ cái nơi mà ba mẹ ông đã hy sinh. Ông ấy nói ba mẹ ông đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất này. Vậy mà giờ đây, ông là con mà lại đang tâm phá nó. Nếu bây giờ ba mẹ ông còn sống và nhìn thấy ông bị bắt thì ba mẹ ông sẽ nghĩ sao? Lúc đó ông như chết đứng. Vậy sau đó ông ở lại đây xin giữ cánh rừng này luôn à? Mỗi lần ông đi qua con suối đó, ông chỉ ao ước một điều là được gặp ba mẹ ông một lần nữa.
để nói với họ hãy tha thứ cho ông. Con biết không, ai làm cha làm mẹ, dù đang sống hay đã mất, cũng đều muốn con mình nên người. Vậy là chắc là ba mẹ ông cũng đã hài lòng rồi. Ông còn có con suối, còn có cánh rừng này để làm cho ba mẹ ông vui. Còn con, con không biết phải làm gì cho ba mẹ con vui cả. Con cũng không biết ba mẹ mình còn sống hay đã mất, mà cũng không hề biết họ muốn con làm gì nữa. Chỉ cần sống lương thiện, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đàng hoàng trong sạch. Được như vậy thì cha mẹ con sẽ hài lòng con gái à. Thiệt vậy sao ông? Điều đó là tất nhiên. Ông lấy danh dự của mình ra để đảm bảo với con điều đó. Con nghe lời ông, dù có gặp bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, con sẽ luôn sống lương thiện. Con hứa chứ? Ừ. Con xin hứa. Ông tin là khi gặp lại con, cha mẹ con sẽ tự hào về con lắm. Ông nói thật không? Thật. Nhưng mà biết bao giờ con mới gặp lại được hai người đó? Muốn gặp thì phải đi tìm, muốn tìm thấy thì con phải có niềm tin. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào những điều tốt đẹp nhất nha con. Ừ, con sẽ nghe lời ông vậy. Con ngoan lắm. Ông thấy bây giờ con có còn ghẻ lỡ nữa đâu. Bỏ cái tên ghẻ đi. Dạ, con, cái tên này á là bà Hương mới đặt cho con á. Bỏ nó đi, để ông tìm cho con một cái tên khác đẹp hơn. Vậy hả ông? Ừ. Vậy ông cho con một cái tên nào đẹp thiệt là đẹp á. Có rồi. Giờ ta sẽ gọi con là Mai. Mai có nghĩa là mai giá hả? Con không thích mai giá đâu. Không, Mai là may mắn. Đã có niềm tin, bây giờ thêm may mắn nữa thì con sẽ có những điều con muốn. Hay quá, may mắn. Vui quá à, con có thêm tên mới rồi. Từ nay ghẻ sẽ thành may mắn. Con cảm ơn ông ạ. Ước gì sẽ có thiệt là nhiều điều may mắn đến với con sau này.